Chào các bác, đây là của bác Tuấn ở Thanh Hóa gửi cho em. Đấy, đây là cái đồng hồ của bác ấy. Thì đây là cái đồng hồ Essen. Essen này là đa số là dòng này hai máy các bác nhé, hai máy. Đấy. Và thông thường những cái đồng hồ này ấy, em tháo đồng hồ ra. Đó. Em sẽ kiểm tra cái đồng hồ này. Em sẽ test thử viên pin mới. Đây, viên pin của em này. Còn đầy điện nhá. Thông thường những cái đồng hồ điện tử này này mà gửi cho em ấy thì đa số là thay pin không chạy đâu. Đấy, bởi vì là đã được chắc chắn là sẽ đưa cho các thợ rồi, họ thay pin không chạy là tịt, là họ không không làm được nữa. Tịt không làm được nữa, đặc biệt cái dòng hai máy này. Đây, chắc chắn là lắp pin không chạy. Đấy, các bác theo không chạy nhé. Chạy bây giờ em sẽ kiểm tra, nhưng mà con này em chắc chắn đến khoảng độ 80% là IC có vấn đề rồi. IC có vấn đề cái dòng này các bác. Bây giờ em sẽ bằng kinh nghiệm của em đoán thôi. Bây giờ em sẽ tháo thử cái IC này ra các bác xem nhé, em đúng không nhé. Pin thì em đã thay rồi, không lên nhé, đúng không? Bây giờ em sẽ tháo ra để kiểm tra cái IC này, xem có đúng là IC nó bị hỏng không. Đó, cái này đây, sẽ tháo nó ra. Đó. Đó, lắp thử cái viên pin về nhé, pin mới. Cái dòng này là dòng hai máy các bác ạ. Đấy, không chạy được các bác nhé. Đều không chạy. Kể cả kim kim nhỏ không chạy. Kim to không chạy. Thông thường em, nếu mà như thông thường cái kinh nghiệm của em ấy, thì con này là bị IC và khả năng là bị nước vào. Khả năng là bị nước vào. Nên là con IC này chắc chắn là bị. Bây giờ em sẽ tháo ra kiểm tra con IC này xem có đúng không nhé. Xem con IC này có phải nó hỏng không. Đấy, và hiện tại em đã phát hiện ra cái con đồng hồ này nó bị mất một con ốc rồi các bác này. Hiện tại mất một con ốc rồi này. Đây này. Mất rồi, mất một con ốc rồi. Bây giờ em sẽ test thử lắp thử một con ốc vào đây nhé, xem nó có chạy không nhé. Đây này, các bác nhìn thấy không? Mất một con ốc. Đúng không? Bây giờ em sẽ lấy một con ốc em lắp thử vào. Rồi, bây giờ em sẽ thấy chưa rõ là cái cỡ của cái con ốc này. Em phải tháo ra để em nhìn cái con ốc đã. Con ốc này khá là nhỏ. Ốc này ốc máy điện nên thì mình chỉ có thể lấy ốc của đồng hồ điện lắp thôi. Còn nếu mà mình lấy ốc của đồng hồ cơ lắp thì sẽ nó không 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 được nhé. Đó. Rồi em sẽ lấy thử tạm một con ốc nhé. Này, em lấy tạm một con ốc này em lắp thử lắp vào đã. Em có chạy không? Đấy. Cái mất ốc này thông thường là do người dùng người ta tháo ra người ta làm mất thôi. Đấy, lắp vào rồi. Đấy, hiện tại không chạy các bác nhé, không chạy. Đấy, rút ra chỉ nhau nếu không chạy hết. Đó. Đó. Đây, bây giờ em sẽ tháo để kiểm tra cái IC nhé. Em nghi nhất là cái IC thì các bác nào cần thì các bác vào Zalo nhé. Thì trên Zalo có chữ tìm kiếm, các bạn đánh số điện thoại này vào này các bác này. Ra Zalo của em. Các bạn nhắn tin giúp em, các bác đừng gọi ạ. Đấy. Và trong quá trình làm em không đeo găng tay bao giờ đâu. Nhưng mà trước khi em làm em đều rửa tay hết rồi các bác nhé. Đấy, tại sao em phải lắp con ốc này vào? Tại vì nhiều bác bảo có khi do mất con ốc đấy nên là nó không chạy đúng không? Em thì em biết thừa là không phải rồi. Biết thừa này. Nhưng mà cứ lắp vào thôi để cho các bác biết. Đó. Rồi. Xong. Mình sẽ nới nới để tháo con ốc ra. Và đây này, nó có cái nẫy này các bác. Nẫy này. Đấy, mình sẽ nẫy 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 khéo này. Hoặc là các bác lấy một cái tua vít này, đầu tua vít ấy, các bác nẫy nó ra.
Đấy, để cho nó ra. Đó, nó ra rồi đấy. Đấy, cái này mình phải lựa lựa thì nó mới ra được. Cái này cũng có nẫy nẫy này, các bác nhìn không? Nẫy đây. Đấy. Những cái nẫy này mà mình không để ý đến nó mà mình không biết cách tháo ra thì là rất khó tháo ra. Đó, nó ngoài ốc ra nó còn nẫy. Đó. Đó, này. Và nhìn cái phía dưới này em cũng có thể đoán được nước vào này. Đấy. Nó vẫn còn cái tàn tích của nước vào này. Đó, nha. Đấy. Nhưng bằng kinh nghiệm thôi, chứ cái này cũng chẳng to mồm đâu các bác ạ. Đây này. Và em nhìn qua đây em đã thấy IC bị nước vào này các bác này. Nha. Đó. À, nó bị rỉ rỉ này. Đó. Đấy. Là IC đấy. Đấy. Rồi em sẽ tháo tiếp ra nhé. Ừ. Cái gánh này. Đấy, cái này tháo ra rất là mệt. Vì IC nó ở phía dưới này các bác. Đây này, IC nó bị rỉ này. Đấy, đúng như em phỏng đoán này. Cái này cái cá của nó đấy nha các bác nhé. Đấy. Cá này khéo khéo một tí là được mà. Đó. Cái cá. Đó. Và đây này con IC này. Con IC này nếu mà muốn tháo ra thì lại phải tháo toàn bộ phần phần này ra. Đó. Thế nên là cái dòng mà hai máy này rất nhiều thợ họ ngại, họ không muốn làm. Thực sự là ngại các bác nhé. Bởi vì là nó quá nhiều chi tiết nha. Quá nhiều chi tiết, nói với các bác thế. Nó là hai máy mà. Và con này nó có nhiều nhiều phím, nhiều nút ấy, nên là nước nó vào thì khó chống nước lắm. Đấy các bác nhìn này, rất nhiều nhiều bánh xe đúng không? Cực kỳ nhiều bánh xe luôn. À, thậm chí bánh xe đang dính vào cái mảng mảng chắn này. À. Đây, nó nằm đây này các bác này. Đó. Các bác nhìn thấy mới có một máy của nó mà bao nhiêu bánh xe này đúng không? Chưa tính đến cái máy phía dưới nữa. Đó. Chưa tính đến cái máy phía dưới nhá. Bây giờ nếu mà để mà tháo hết toàn bộ cái máy này ra, cái IC này ra ấy, thì đòi hỏi là phải tháo hết cái bánh xe này ra này các bác này. Đó, phải tháo hết cái bánh xe này ra nhé. Đó. Khá là phiền đấy. Đấy. Tại sao em lại lại chưa tháo ra ngay vội? Bởi vì bộ kim ở trên em chưa tháo các bác nhé. Bởi vì bộ kim ở trên em chưa tháo. Đó, thế nên là tạm thời em sẽ phải lắp vào đã. Lắp vào để làm gì? Để em rổ bộ kim ở trên đấy các bác nhé. Ừ. Bộ kim ở trên em chưa tháo mà. Đấy, bởi vì em mới quan sát cái IC thôi. Đấy, bây giờ em sẽ phải tạm thời lắp vào đã nhé. Tạm thời lắp vào. Để làm gì? Để tháo cái bộ kim trên đó. Đó. Đó là như thế. Vậy thì em nhìn vào đây em đã khẳng định đến khoảng độ 99% là IC này các bác. Đấy, bởi vì em nhìn chỗ cái bị oxy hóa này các bác. Đấy. Cái IC nó bị oxy hóa tức là nó bị nước vào. Đấy, nên nó bị gây oxy hóa con IC này, đây này. Đó. Oxy hóa chưa tháo ra đã nhìn ra rồi này. Đấy, mới tháo ra nhá, mới nghiêng đây này các bác nhá. Em mới bậy lên một tí cho các bác nhìn này. Đấy, con IC nó bị xỉn này nha. Ừ. Bây giờ em sẽ tháo cái mảng chắn kia ra. Đấy, bây giờ em sẽ làm như nào nữa? Trước tiên em phải tháo bộ kim này ra các bác. Bộ kim này ra. Đó. Ba cái kim này ra này, sau đó là tháo ba cái kim dưới. Ba cái kim dưới mà tháo không cẩn thận là sẽ gãy trục chân ngay lập tức. Đó. Đó. Nên là rất nhiều thợ không có kinh nghiệm tháo cái kim này. Đó. Nên là người sẽ làm gãy chân kim này. Gãy chân kim này nhé. Mà gãy chân kim này ấy, thì là coi như là cái kim này bỏ đi không dùng được nữa đó. Đây là định hướng em, định hướng cái cách em sẽ làm. Đấy, sau đó khi tháo kim này ra em sẽ tháo toàn bộ cái mảng người chắn này ra, tháo toàn bộ bánh xe này ra để lấy con IC này ra, lấy con IC này ra sẽ thay con IC này. Con IC này nó rất là to,
nó từ đây này, nó kéo dài tuốt xuống đây đó, nó để nó chạy hai máy mà nó rất là to đấy, và thay con IC này nó ok được các bác đấy, bằng chứng minh chứng đây, cái chỗ này bị rỉ đấy, nhìn em biết đó. Rồi, chào các bác.